Sao con nói đi. Dạ con bị đau ở đâu? Con bị zona thần kinh 4 năm rồi. Zona thần kinh 4 năm rồi. Bây giờ anh đau đâu? Hồi xưa bị bên nào? Dạ con bị bên phải. Bên phải? Anh trong lòng mắt không đi lên. Rồi. Nhưng mà anh lại kéo về bên trái. Kéo về bên trái. Rồi. Trước đó con có bị mất ngủ. Ừ. Bị đau cuộc sống. Ừ. Bị tê một nửa người bên trái. À, bị tê nửa người bên trái. Dạ, cứ rung, rung cả tay cả chân. À, rồi. Đây, chân con lạnh ngắt vậy đó hả? Dạ, cảm giác nó cứ lạnh, lạnh buốt trong người. Được rồi. Dạ. Rồi. Con bị đau bao tử. Rồi, bao tử nữa. Rồi bây giờ con á là cho nó chồm gan với hai cái bên bẹn á. Dạ. Chứ ở bụng dưới luôn, con chồm sau cái khu vừa dưới dưới gan nha. Rồi cho uống rượu ớt với rượu nhào. Rồi cái quan trọng nhất á là cái rượu nhào nó sẽ giúp cho mình ổn định cái thần kinh mình lại ha. Với nó cái quan trọng đó là nó làm cho mình ngủ được. Rồi còn cái quan trọng nữa là trong đây là cái rượu ớt nè, thì con phải bị nó kèm theo cái dạ dày nữa đó, thành ra là con về con uống nửa muỗng thôi với lò sữa chua, rồi con uống xong tuần lễ mà con thấy nó ok thì con tăng lên một muỗng, mà hễ mà tăng lên một muỗng được rồi con tăng lên một muỗng rưỡi hai muỗng nha. Cái đó nó rất là quan trọng, tại nó sẽ làm cho con người ấm trở lại và nó làm cho con không còn bị cảm bị kiết đâu nữa. Còn cái zona thần kinh á, cái bệnh thằng đó là nó là rất là khó trị, nhưng mà nếu như cái sức đề kháng của mình tốt lên á, cái sức nóng của mình mạnh lên á, thì nó sẽ lần lần nó lui dần. Chỉ có cái điều á là cái trường hợp của con á là nó phải dùng lâu dài, thành ra con cố gắng duy trì ha. Thì rượu ớt uống sau khi ăn cơm ngày hai lần, buổi trưa với buổi chiều. Còn cái rượu nhào thì con uống con mình phụ nữ mình không uống rượu quen thì mình dùng một muỗng ăn canh pha với khoảng một cốc nước con uống, hay là nửa lít nước cũng được. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ thì con dùng rượu nhào con pha với một ly nước ấm con uống, uống xong cái con trước khi ngủ nha, rồi con lấy đá con chồm ở cổ dưới gan nha, thì con sẽ đi vô giấc ngủ cho nó dễ nha. Thì chỉ trong vòng vài tháng sau là con ổn được nhiều rồi. Và kiên trì đừng có bao giờ quên nha. Còn con là không cần ăn 16, 8 gì hết đó. Con chỉ áp dụng đúng như thầy nói hồi nãy giờ. Ok. Rồi nha. Nhà nhà chồng có ai cũng bị giống vậy không? Không hả? Nói giờ này cô yếu yếu giống nhau nha. Rồi bây giờ sao? Dạ con hay bị đau cổ vai gáy. Ừ. Với lại thỉnh thoảng có đau lưng. Con hay bị lạnh lạnh chân tay. Đấy, thấy chưa? Thấy cái gương mặt của mấy người này nhiệt độ không đủ, cái sức nóng không đủ trong cơ thể. Đấy, hồi nãy vừa nghe rồi ha. Thì bây giờ là chườm đá gan với ở dùng bụng dưới với cổ luôn nha. Rồi uống ba thứ, uống hai thứ chứ. Rượu ớt với rượu nhào được rồi, đủ rồi. Ha. Để cho nó ấm cái cơ thể lên. Hồi nãy tôi hướng dẫn cô này sao thì cô cũng thực hiện đúng vậy. Được chưa? Dạ. Rồi. Phan, kéo cổ cô này cái, cô này cần phải kéo. Cho hẳn đi. Có tính hẳn có thuốc luôn. Ôi dạ. Dạ. Thầy, nó cứng cổ vai gáy hình như nó bị nghẽn, nó làm nó ảnh hưởng lên, nó làm cho bị đau răng, nó làm cho con mắt bị mờ. Nhưng mà khi đi khám á, thì đo mắt thì nó bình thường, nhưng mà con mắt hình như là bị yếu, cho nên thành ra nhiều khi nó đau đau ở đây, cái hệ tinh ở gáy nè, nhấn vô nó đau. Cái thứ hai nữa, năm giờ nó sưng mấy cái khớp này, nên làm như cái chân mình nó teo, nó bị eczema này nè, cái nó ảnh hưởng nó đi lên, cái nó làm cho ở cái đầu gối này nó bị đau, nó làm như cái chân bên này nó hơi bị teo quá thầy. Cái bắp chân nó bên này làm như nó bị teo. Cô này cô bị viêm đa khớp dạng thấp rồi. Vậy hả thầy? Rồi mà cô bị suy giãn tĩnh mạch chân luôn nữa. Dạ. Cái tay bắt bị biến dạng luôn rồi nè. Dạ. Mềm. Rồi. Cái chân bên này nó teo rồi thầy. Rồi để nó.
lại cho teo luôn bên này, nó làm như nó bị nghẽn á. Còn cô này á là cái cổ này cô không có bị nghẽn, dạ, mà cô bị nó co cái cơ bậc thang á. Đây nè, ấn vô nó đau lắm nè. Và khi đơ cơ bậc thang này đau á thì nó đau luôn cái vành này nè. Dạ. Nó bao lên mắt luôn nè. Dạ, nó đau ra đây nè. Đúng rồi, nó làm cho mí mắt nó đau từ đây nè thầy. Nó đau lên đây luôn. Nó làm cho mắt mờ. Được rồi, chân không sao đâu, cái này tôi giải quyết hết rồi. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ là mua ba cặp đá phải bắt buộc. Dạ. Một cái chùm ở gan, một cái chùm ở hai cái bẹn, dạ, một cái chùm ở cổ, dạ, nha. Dạ. Rồi uống ba thứ, rượu ớt, rượu nhào, rượu cốp. Dạ. Riêng cái chân này nè, đó, riêng cái chân này nè, thì lấy rượu ớt á, dạ, rửa giùm tôi đó. Dạ. Ta lấy chấm chút xíu thôi, dạ, 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 rửa vô đó. Dạ. Rửa vô đó là nó đã lắm. Dạ. Mà nó mau lành ha. Dạ. Rồi mua thêm cái lò dầu ngải nữa. Dạ. Dầu ngải nữa, cái sau khi rửa sạch hết rồi cái cho để nó khô hết rồi cái bôi dầu ngải vô. Dạ, dạ. Ha. Dạ. Rồi, vậy thôi, ổn rồi, không có chuyện gì. Rồi, buông ba thứ rượu luôn có nha. Kéo cổ. Có chứ, kéo. Kéo chứ. Không kéo bà buồn. Rồi, ghi rộng là mua chứng nhận. Rồi, ở đâu tới? Ở quận 8 á. Quận 8 á hả? Dạ. Rồi bà đem gì đây, một đống hồ sơ đi. Mới khám hôm thứ năm tuần rồi hay tuần trước gì đó, bác sĩ đi chụp hình đó bác sĩ. Quên lấy phim lại. Không cần, dạ, thì nó ghi nó rõ rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ hiện giờ là cái khó chịu gì nhất? Dạ, hai cái đầu gối bác sĩ, nó bị khớp gối nè. Bị khớp gối là nó khô hết chất nhờn, khô chất nhờn gì đó. Đúng rồi. Mà nó cứng ở đây nè. Từ đây để cứng chung này cứng ngắt. Rồi. Nó đau đi, hả, đi nhiều cái nó đau. Rồi, đi nhiều nó đau. Dạ, đi nhiều nó đau, ngoài này nó nhức lắm. Rồi. Với cái bị địa điểm, thói quá cuộc sống. Bị tai biến đó, nay cũng gần 10 năm rồi, giờ cũng hai lần. Bị sau này là lần nữa là 3 năm. Tới đây là 3 năm á. Từ hồi mà dịch tới giờ đó là 3 năm á. Bị nửa người rồi bác sĩ. Tê nửa người. Tê nửa người vậy đó. Dạ, tê nửa người luôn. Tới cái cẳng tê dữ lắm. Rồi, nếu mà ở đây chữa mấy hôm có ở đây được không? Dạ, chắc không được quá. Rồi. Là bị nhà có không có ai giáo chân. Rồi, được rồi, không sao. Rồi, dạ, chồm đá ở gan với hai bẹn. Dạ. Tại bà bị suy giãn tĩnh mạch sâu luôn rồi. À, rồi bà bị thói quá khớp xương rồi hết rồi. Bà bà này loãng xương đó nha. Sao nó chụp hình hỏi nó loãng xương không? Nó không có bà. Cái tướng của bà đâu không loãng xương, quất cái rồi bà gãy rốp liền. Nó chóng mặt hoài là bị chóng gì vậy? Chóng mặt với ăn nó hay mắc nghẹn. Rồi, ăn mắc nghẹn. À, tại vì lớn tuổi nó vậy. Rồi cho bà uống ba cái rượu luôn, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp. Bà sẽ phục hồi rất là chậm, tại vì nếu mà có ở đây, có điều kiện ở đây thì tốt thôi, còn không có thôi, không biết sao giờ. Dạ. Nha. Dạ. Rồi, mà về ăn 16-8 nha. Dạ. Rồi đáng nghe 16-8 chưa? Dạ nghe. Rồi, ráng ăn đó nha. Dạ. Rồi bây giờ phải giữ sức khỏe nha. Dạ. Đó, thì uống chùm đá là ngày nào quay chùm? Chùm đá nhà không có, mà lò luộc hả? Luộc nước rồi hả? Luộc khoảng 40 phút là nó nóng rồi. Dạ, bỏ vô nước luộc hả? Đúng rồi, dạ, bỏ vô nồi mình nấu. Dạ, dạ, dạ. Nhưng điều cái là bà phải ăn 16-8. Dạ. Và đừng bao giờ uống thuốc giảm đau nữa. Dạ. Nhớ nha. Không uống thuốc tây nữa hả bà? Không, thuốc tây là chỉ uống thuốc huyết áp thôi. Dạ. Còn cái thuốc giảm đau không uống tây bà... Ngoài cái suy giãn tĩnh mạch sâu, ngoài cái thói quá cuộc sống lưng đồ luôn, mà bà còn thêm cái hội chứng đó là hội chứng của xin. Hội chứng của bà dùng cái thuốc giảm đau nhiều, nó bị phù, mặt thì to, chân bụng thì bự, chân thì teo. Đúng rồi, teo cơ nè. Thì teo đó phải, này thuốc nó làm vậy. Bây giờ bà có cái này rồi, bà đừng có thèm uống mấy đó nữa. Nghe, đừng uống thuốc giảm đau. Nhưng mà thuốc giảm vẫn phải gìn giữ nha. Ok. Này vậy lo đi về đi. Quế à, Quế, nãy là Quế hai người mà. Dạ. À, rồi, từ Quế bay vô đây. Dạ, con đi tàu ngay thứ sáu, sáng thứ bảy mới tàu. À, đi. Mà bây giờ tàu đi ngon lắm em. Dạ, cũng đi chục xích. Chục xích. Rồi, bây giờ bị làm sao? Dạ, nó bị toàn quy liệt đêm rồi.
cũng hơn 20 năm rồi. Ừ, 20 năm rồi hả? Hồi xưa là mình còn khỏe, đi thẳng lưng được. Ừ. Mình đi lớn tuổi rồi. Nó xẹo lưng. Giờ chẳng xẹo lưng. Giờ ngồi thẳng lên đi. Bị nổ cuộc sống. Ngồi thẳng lên đi. Đó. Rồi thử hai cái... Chưa cái cuộc sống đi bị cống. Ừ. Rồi, thả lỏng lên. Ngon. Rồi bị dưng bên phải. Rồi ông bị... Cái tên bị đem là bị trái. Suy... Cái tên là phòng bị đem bên trái. Dạ. Nhưng mà ông bị dính cuộc sống của ông ở bên phải. Dạ. Hồi nãy gõ hai cái này phản xạ tốt. Dạ. Còn cái này phản xạ không có tốt nè, cái này thấy không nè. Thấy chưa? Còn đây nè. Dạ. Rồi. À, bây giờ là... À, khó chịu là cái lưng vậy là bữa đi xa được đi xa học vèo với lưng đi vèo khó lưng. Chịu dạ. Ô, rồi bây giờ về vô đây rồi tính ở đâu vậy ở lại nhà bà con ở đây đi ở lại đây nha. Dạ. Ừ, thế tôi còn chỉnh đồ lại nữa giờ dạ, ở lại đi xạo đi bữa chiều về nha lâu mà 2 năm trước dạ, ừ. Thì quyết tâm rồi ha dạ. Rồi được rồi bây giờ ông này ông trùm đá gan với hai bạn luôn để cho máu xuống chân rồi cổ khi nào chồm được cứ cho nào đau cứ chồm ngồi lâu đau lưng đau lưng đau lưng để giờ lưng bị nổ à, rượu ớt rượu nhào rượu khớp ở trong ở đây có mấy bài tập thì ở đây sẽ hướng dẫn mấy bài tập mình về cố gắng tập mấy bài tập đó nha rồi còn ở đây sẽ chữa cho được rồi ngồi lâu đau lưng từ từ ông đây ông ở đây là sẽ tính ông hết rồi ngồi đi hai bữa nay tay chân con tê xong dạ tê mà vì là con làm bạn tre mà con vô bột á là không vô bột là còn ít đau mà con vô là sưng rồi nhưng mà sáng ngủ thức dậy có cứng không dạ không à, vậy dạ, là còn có tê dạ có tê có tê tê cái này là do cái thằng cổ nè dạ à, chứ không phải là do tay đâu con tay là bóp luôn vậy thôi dạ rồi bởi vì nữa hai cái chân hai chân bị sao đau này. Nè vì đó, đó là do mạch máu rồi. Dạ. Suy giãn tĩnh mạch luôn rồi. Dạ. Rồi là hai tay này bị khô thối quá đốt sống cổ luôn. Ừ. Rồi còn gì nữa? Dạ không. Chị thối gì không? Tê tay về dạ. À, rồi cho chườm đá ở gan với hai cái bẹn. Dạ. Với cái vùng cổ vai gái. Dạ. À, còn rượu thì cho ba thứ luôn, rượu dạ. Ớt, rượu nhào, rượu cốt luôn. Coi như là máy móc lại hết hai ông bà này. Dạ. Sao? À, ở đâu tới? Dạ ở bên Bình Thạnh á. Ở Bình Thạnh nè. Dạ. Rồi bị sao? Dạ bây giờ nó C4 C5 à. Hay là 4 là 5 à, cứ 4 năm à. Vâng rồi nhưng mà cái quan trọng nhất là bị 3 năm mấy nay là nó bị hoại tử cổ xương đùi. Đấy cái này bây giờ bị nhiều lắm. Dạ. Ừ. Thành ra coi như 3-4 năm nay mà nhất là đứng mà bận quần á là đứng cái chân này lên là không thể nào mà bỏ chân này ra xỏ như vậy. Đau lắm. Bây giờ nó thêm cái thỉnh thoảng nó bị mất tiếng nha. Mất tiếng phải đi khám nha. Dạ. Nó lâu lâu giờ không tự nhiên đang ngon lặng giờ tự nhiên nó mất tiếng. Không không, cái đó phải đi khám. Dạ. Đó. Là một là vào bệnh viện tai mũi họng. Dạ. Hai là bệnh viện ung bướu. Dạ. Đừng có ngại nha. Dạ. Mà cũng đừng có chờ, mình sẵn sàng mình chờ đó hết. Mà tại vì mình đi sớm á. Dạ. Thì nó sẽ ok hơn. Tại vì khi bị mất tiếng là có vấn đề ở trong thanh quản rồi. Dạ. Thành thử là phải đi, cái đó là bắt buộc nha. Dạ. Đừng có ngại nha. Dạ. Ok. Rồi. À, rồi bây giờ là bị cái gì về hiện nay là cái gì khó chịu nhiều nhất? Dạ. Cái cổ. Cái cổ. Dạ. Rồi. Rồi chứ là cái lưng yeah. Nó hai cái này thôi rồi bây giờ hai cái tay nó tê hai tay thì tê do cổ dạ rồi bây ngủ giờ nổi, không ngủ được cho ông này là chồm đá ở gan với ở cổ vai gái uống ba thứ luôn rượu ớt rượu nhào rượu khớp riêng cái cổ họng ông á dạ. Thì ông sẽ là trong khi mà ông chạy đi khám á dạ. Thì ông nghe là tôi buổi tối đi ngủ á ông dùng một muỗng ly một cái ly mà ly cà phê rượu ớt á dạ. Ông pha vô một cốc nước ấm ly nước ấm dạ. Rồi ông uống vô cái ông khò cái nó nóng hết vậy đó rồi ông uống vô ông khò 3-4-5 lần vậy nó hết cái nước đó thì ông vừa khò xong thì cái cổ họng ông nó sưng lên rồi thì ông lấy cho tôi một muỗng mật ong ông bỏ vô ông ngậm dạ. Ông ngậm ông làm cho súc miệng hết cho nó 5-3 phút vậy đó rồi ông lại lấy thêm muỗng nữa ông lại ngậm tiếp nữa rồi bắt đầu uống nước lã vô cho nó sạch miệng dạ. Thì cái đó nó sẽ kích thích cho cái thời giờ phần thanh quản lại
Yeah. Lỡ mà nó có bị viêm bị gì đó thì nó khỏi. Còn cái chuyện kia mà đi khám để phòng ngừa thôi. Nhưng mà không đi khám là không được. Dạ. Yeah. Nha. Rồi. Bây giờ mình ra hổm rài nó đem nó nhức bỏ. Đó đó đó. Phải đi đi. Còn trong khi giờ đi thì bây giờ tối đây mình làm được. Yeah. Nha, nằm xuống đi. Cứ vậy rồi xử lý được hết rồi. Rồi này cũng từ hôm dịch này. Hôm dịch này là tới chích thì xong rồi bị luôn á. Không, không có hôm dịch cái nó bị rồi mới vô bệnh viện nằm nó bị luôn tới giờ. À, rồi đi chậm chậm vậy đó. À, thì họ chẩn đoán là sao? Nó đặt tên rồi. Đặt stent hả? À. Đặt ở đâu? Đặt tên á. Ông bị hẹp động mạch chủ bụng hay sao? Không, nó tim. À, rồi vô quan coi đây nè. Tức là ông bị động mạch vành cái gì? Động mạch vành. Ừ, thì nói cho rõ. Tại ông nói tôi nghe rồi. Ông nói không rõ. Tại vì á là khi mà mình bị hẹp cái động mạch vành á ở trong cái tim mình á thì nó phải lấy cái phần ở dưới nó lên, nó gắn lên trên, nó cắt chỗ này nó đó, nó cho nó đưa lên, à, đúng, đưa, thì nó ok hơn, nhưng mà nó sẽ bị tái lại. Tức là bị la mổ bao làm bao lâu rồi? Từ hôm dịch ta ba năm, thì 5-7 năm là nó bị tái hẹp lại nha. Cho nên bây giờ bắt đầu biết ở đây rồi ha, là chịu khó chữa cho tích cực ở đây để nó không có bị tái hẹp nữa. Tại cái tuổi lớn á thì nó bị cái sơ vữa cái động mạch á, nó làm cho mấy chỗ đó bị chích hẹp hết rồi sau này phiền phức lắm. Bây giờ phải dùng ở đây tích cực, thay vì ở trong đó nó cho thuốc đông chống đông máu á thì mình cũng vậy, làm cho nó ổn luôn nha. Rồi bây giờ cái khó khăn của ông gì là gì nhất? Giờ nó qua thuốc địa điểm hơn á, thuốc gì đó. À, cái thuốc địa điểm gì? Thì mổ chưa cho mổ nè. Chưa à, tức là đến đây là do cái đó phải không? Nhưng mà tôi biết được cái mạch ông là tốt rồi. Nhưng mà giờ thí dụ như ông đi thử đây nha, lấy cái ghế này dọn quay vô trong sát kia. Đi vậy đó. Rồi đó, rồi bây giờ ông đi tới đây cái ông quay lại giùm tôi lại cái tôi nhìn cái tướng ông đi coi. Đó. Rồi. Rồi quay lại. Giờ đi phải kịp chứ muốn té. Nhờ đâu? Ở tương mạch nè. Ông phải chữa mấy hôm nha. Tại vì ông có cái dấu hiệu của Parkinson rồi đó. Parkinson là bệnh rung giật á. Thành ra cái cách đi của ông là cách đi của người bị Parkinson. Còn cái chuyện này là chuyện của giải quyết thì không sao. Nhưng mà cái quan trọng là cái chuyện ông đi á, ra tại sao tôi kêu ông đi á. Thì ở nhà mình sẽ thấy ông không có đi nhanh được. Ông đi á, hai cái chân nó cứ chập vậy nè. Cái đi. Đó đó vậy đó. Đó đó cái tôi gọi là bước đi của người bị Parkinson. Thì bây giờ bắt đầu có dấu hiệu rồi. Thì để ở đây này, giải quyết con. Thì cứ để cái gì thấp thấp cái gấp hoài. Gấp liền. Cho giòn đá nóng ở gan với hai bẹn ổng. Dạ. Rồi. Cho ông uống ba thứ rượu luôn, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp luôn. Ừ. Để điều chỉnh cho ông và ra ngoài kia làm thủ tục. Để cho ông ở lại đây chữa mấy hôm. Cái tay dở lên nó bị tê hai bên rồi. Sẽ xử